nha. Em có ăn gì không? Anh đặt đồ ăn luôn. Ủa chị Hai đâu rồi? Không có cơm hả? Ừ, chị Hai qua nhà bạn chơi rồi. Nghe nói đồ ngày mai mới về luôn. Mai mới về? Ừ. Ủa vậy là tối nay chị có em với anh ở nhà thôi hả? Thì đúng rồi, có em với anh ở nhà thôi, có gì đâu bất ngờ. Ủa bạn không sợ ta? Sợ gì? Tự nhiên em với anh ở nhà mắc mới gì sợ. Thì sợ em với anh có chuyện gì đó. Em nghĩ sao mà em với anh có chuyện gì? Chuyện gì hay không á? Anh biết không? Ý em là sao? Ý em là sao? Ý em là vậy á. Chưa hiểu. Thoại mẹ ơi. Chưa hiểu. Chưa hiểu. Thì đó là diễn không như vậy. Anh còn đang lát đó. Lát thì còn đang nói cái gì đó. Có gì nữa đó. Đúng rồi, nãy là ok rồi. Ý em là sao? À, ý em là không biết em có thỏa mãn được cho anh hay không. À. Biết thỏa mãn đâu. Chị Hai già. Chị Hai vô tới. Chị Hai bả già.